Ta cùng nhau làm cái bài tập liên quan tới phần hằng đẳng thức của lớp 8. Đây là dạng bài tập mà áp dụng hằng đẳng thức. Lý thuyết về hằng đẳng thức và các bài tập cơ bản là chúng ta phải thuộc rồi đấy. Đây là một cái bài tập vận dụng. Đề bài cho x trừ y bằng 4, x nhân y bằng 5. Hỏi x mũ 3 trừ y mũ 3 bằng bao nhiêu? Thì theo con bây giờ làm sao? Vui là cứ tung lên ra xong rồi ghép mấy cái này vào. Tức là con dùng hằng đẳng thức nào? Tức x mũ 3 trừ y mũ 3. Tức là con nhìn thấy ngay là x mũ 3 trừ y mũ 3. Nó có cái hằng đẳng thức ở đây là tạm gọi là cách 1 đi. X mũ 3 trừ y mũ 3 thì con đọc đi. Thì là x trừ y. X trừ y. Nhân x bình trừ x y. Cộng y. Cộng mà. Cộng x y. Cộng y bình. Cộng với y bình phương. Đấy. Như vậy là vì mình thuộc hằng đẳng thức rồi, nên mình nhìn cái người ta hỏi thì mình lại thấy cái hằng đẳng thức này. Rồi sao nữa? Mà như thế này thì được lợi là x trừ y bằng 4 này. Mình được dùng vào đây luôn nè. Là thay luôn vào đi. 4 nhân với x bình phương cộng xy cộng với y bình phương. Xy này lại bằng 5 luôn. Thế thì thay luôn 5 vào đây. Rồi giả sử thế đi. Đấy mình làm bài mình cứ làm thế thôi. Bây giờ còn x bình phương cộng y bình phương thì sao? Như vậy là mình rõ ràng trong đến đây cái tư duy của mình là phải cần tìm x bình phương cộng với y bình phương, đúng không? Đấy, bây giờ mình cần tìm thế này. Thế thì bây giờ con làm nào? Làm sao mà để xuất hiện được x bình? Hằng thức mở rộng. Mở rộng thế nào? X bình cộng y bình thì bằng x cộng y cả bình trừ y hay gì? Tức là mình nhớ lại cũng là bảy hằng đẳng thức đang nhớ, đúng không? Mình phải thuộc lòng lý thuyết là bảy hằng đẳng thức đang nhớ. Thì mình thấy cái ông mà x bình phương cộng y bình phương nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ở cái x cộng y. X cộng y. Nhưng mà đề bài đâu có x cộng y đâu. Nó xuất hiện x cộng y tất cả bình thì bằng x bình phương cộng 2xy cộng y bình phương. Nó có x bình phương cộng y bình phương. Nhưng mà nó lại là cộng. Mình không cần cái này. Mình không dùng được cái này. Mình dùng cái trừ cơ mà. Thế đấy thì x bình thì cái bây giờ còn thứ hai đúng không? Đúng rồi. Thì là x bình cộng y bình sẽ bằng cái này trừ đi 2y đúng không? Nhưng mà cái cộng này không có. Ý bố nói là cái đề bài nó cho là cái trừ. Cái đấy không biết rồi. Thì bây giờ có 2 trừ 2y thì x y là. Thế nhưng mà cái bên này có biết đâu? Làm sao mà mình phải dùng được cái x trừ y bằng 4 cơ mà? Nhân tung vào không được. Nhân vào thì giải quyết được gì? Bởi vì là 4 nó ở ngoài rồi thì mình thay vào vì việc nhân vào để xong rồi đi tính thì tính luôn bên trong cho nhanh. Mình đã định hướng rõ đây là cần tìm x bình phương cộng y bình phương rồi cơ mà. Thế trong 7 hằng đẳng thức đang nhớ thì ngoài chỗ này ra thì còn chỗ nào mà có x bình phương cộng y bình phương nữa? Mà cái đề bài người ta x trừ y tất cả bình. X trừ y tất cả bình phương thì lại bằng gì? X bình trừ 2 xy cộng y bình. Trừ 2 xy và cộng với y bình phương. Như vậy là cái x trừ y tất cả bình này thì bằng mấy? Bằng x bình cộng y bình cộng 2 xy. Không, đây đề bài cho đây này. Ý là thay vào đây là 4 bình phương thì bằng x bình phương cộng y bình phương trừ 2 nhân. Nhân 5. Thì có phải là mình sẽ tính được ra x bình phương cộng y bình phương không? Ở đây tính luôn đi. X bình phương cộng y bình phương sẽ bằng là 16. Cộng với bên này nữa là 10 là 26. Mình lấy cái này thay vào đây. Tìm lấy cái này thay lên đây thì kết quả sẽ là 4 nhân với 5 cộng 26 và kết quả sẽ ra là 4 nhân với 31 thì bằng 224. Đấy, mình làm dài dòng thì nó là suy nghĩ nó rất là tự nhiên thì nó như thế. Thế thì đến bây giờ khi mà con học thế này rồi thì con có thể điều chỉnh cái bài này cho nó ngắn lại không? Vẫn là cái cách 1 này thôi nhưng mà mình sẽ viết cho nó ngắn gọn. Là gì? Nghĩa là x trừ y. X mũ 3 trừ y mũ 3 này. Thì người ta sẽ viết là x trừ y là của con rồi này. Nhá. Xong rồi nhân với x bình phương cộng xy cộng y bình phương này. Xong mình nhớ là mình muốn chế ra cái x trừ y đúng không? Thì mình sẽ là x trừ y này. Nhân với mở ngoặc. X bình phương. Mình chế ra cái hằng đẳng thức x trừ y mà. Chứ không phải là cái cộng đâu nhá. X trừ y. Muốn chế ra x trừ y mà. Thì phải chế ra cái này chứ. Chế ra cái này làm gì? Thì là cộng y bình. Nhưng mà cộng y bình thì người ta để đằng sau mà. Thì trừ 2 y. Đúng rồi, trừ 2 xy cộng với y bình phương. Gì nữa? Bây giờ đóng ngoặc vào. Cộng y. Sao lại cộng xy? Trên này nó đang là cộng xy. Mà đây con chế vào đây là trừ 2 xy. Thế thì trừ 2 rồi thì phải cộng với mấy nó mới ra dương ấy, xy được chứ.
À cộng 3. Phải là cộng 3 xy chứ. Tại vì là trừ 2 cộng 3 thì ta dương 1. Cái này là cộng trừ đa thức ở đầu đầu lớp 8. Chế thế để làm gì? Để chỗ này nó là x trừ y nhân với bên trong này là x trừ y bình phương cộng với 3 xy. Và cái hằng đẳng thức từ đây này, x mũ 3 trừ y mũ 3 này, người ta gọi đây là hằng đẳng thức mở rộng cũng được. Nó là một biến thể của hằng đẳng thức. Nhá. Thế xong rồi mình chỉ phải thay vào đây là 4 nhân với lại bên trong này là gì? 4 bình phương cộng với 3 nhân với 5. Thì chỗ này là bằng 4 nhân với 16 cộng 15. Thì cũng thế. Thì cũng bằng 4 nhân với 31 thì bằng 124. Được chưa? Nhưng đấy là con dùng hằng đẳng thức này. Khi mà con nhìn thấy chắc còn cách nữa là con nhìn thấy cái gì? Nói luôn vào đây đi nào. Tức là bây giờ mình nhớ tới là mình lại nhớ tới là cái x trừ y mũ 3 ấy, thì nó là x mũ 3 trừ 3 x bình phương y cộng 3 x y bình phương trừ y mũ 3. Thì mình mới gom vào đây là x mũ 3 trừ y mũ 3 là cái mình đang cần tìm, đúng không? Sau đó mình trừ đi 3 x bình y cộng 3 x y bình phương. Thì chỗ này là cứ cho là chưa biết thì mình để vào đây là x mũ 3 trừ y mũ 3, đúng không? Trừ đi 3 xy nhân với x cộng y thế này. Con nhìn kỹ xem đúng chưa nào? X trừ y tất cả mũ 3 đây. Nào con nhìn xem đúng chưa? Đúng rồi. Đâu rồi, con nhân ra đi. Cái này đúng chưa? Cái này nhân vào đây ra đây chưa? Cái này nhân vào đây ra chưa? Mỗi khi mình biết là mình phải kiểm tra xem đúng hay sai. Thế đúng rồi thì bây giờ mình làm thế nào tiếp? Đây nó là một biến thể của hằng đẳng thức. Trừ hay là cộng? Trừ. Có một video thì nói về các biến thể của hằng đẳng thức rồi. Tại sao lại là dấu trừ? Vì là trừ đây nhân trừ đây thì mới là dương. Thì đúng rồi. Mình đã tự cho thêm ngoặc rồi là mình phải đổi dấu khi nó có dấu trừ ở đầu. Nhưng đến đây thì nó lại vô cùng thuận lợi. Bởi vì sao? Bởi vì cái này bằng mấy? 4 mũ 3 đề bài cho. Cái này là chưa biết. Mình đang cần tìm. Đúng không? Trừ đi 3 nhân 5 nhân 4. Như vậy chỗ này là 64 thì bằng cái chưa biết. Trừ đi 3 x 5 15 60. Thế chuyển cái trừ 60 này sang đây thì có phải 124 bằng x mũ 3 trừ y mũ 3 không? Đúng chưa? Khi mà mình thuộc lý thuyết, thuộc hằng đẳng thức và thuộc các biến thể của nó thì mình nhìn bài gì mình cũng thấy cách làm.